Đôi bàn tay khéo léo cùng với sự linh hoạt sáng tạo, những phụ nữ nông thôn huyện Lang Chánh đang góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn với mô hình nhà sạch vườn đẹp. Mô hình tạo nên những đột phá trong xây dựng nông thôn mới, có sức lan tỏa sâu rộng, cải thiện đáng kể môi trường sống của người dân. Nhận thấy mô hình nhà sạch vườn đẹp là phong trào có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ, các gia đình và cộng đồng nông thôn trong việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh tại địa phương. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn đã tập trung tuyên truyền vận động xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp và tổ chức thi nhà sạch vườn đẹp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc thi nhà sạch vườn đẹp cấp huyện với 33 hộ gia đình tham gia và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, cán bộ hội viên trong toàn huyện. Thì ban đầu thì mới được biết cái xây dựng cái mô hình vườn sạch nhà đẹp thì gia đình cũng đang rất chi là phân vân, không biết là hắn có thiết thực hay không, hay chỉ là gắn biển để cho có thôi. Nhưng mà từ khi mà được nhà nước hỗ trợ, được cấp trên hỗ trợ á, thì hỗ trợ này rồi là tuyên truyền một cách kỹ lưỡng về cái thực hiện cái mô hình vườn sạch nhà đẹp á, thì nó cái quyền lợi á, thì là gia đình mình sẽ là được hưởng lợi đầu tiên. Thì từ khi đó mỗi người trong gia đình đã chung tay, đã có ý thức để dọn dẹp nhà cửa này hàng ngày này, thường xuyên hơn này, và sắp xếp đồ đạc một cách ngăn nắp và phân loại rác thải ra một cách là hợp lý. Và vườn rau xanh thì cũng đã đầy đủ các loại rau. Từ khi đó thì nhà cũng không phải mua rau thường xuyên nữa. Và đặc biệt hơn thì mỗi người trong gia đình cũng đã có ý thức và trách nhiệm cao hơn trong việc là phân loại rác này, đổ rác đúng nơi quy định ạ. Xã Chí Nang đang tích cực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phụ nữ ở các chi hội đang sôi nổi phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp. Thêm một gia đình được gắn biển nhà sạch vườn đẹp là thêm niềm tự hào, khích lệ trẻ em không ngừng cố gắng để làm đẹp cho gia đình, làng quê. Đẹp từ trong nhà, ra vườn, ngoài ngõ, mỗi khu dân cư. Đến nay xã đã có hơn 30 hộ được gắn biển nhà sạch vườn đẹp. Để triển khai và thực hiện có hiệu quả mô hình nhà sạch vườn đẹp, việc đầu tiên mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chí Nang chú trọng đó là tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như là sinh hoạt chi hội, rồi trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, tuyên truyền làm sao để cho hội viên hiểu và thực hiện theo. Và cái thứ hai nữa đó là lấy tinh thần tiên phong của những hộ xung phong thực hiện để làm gương và làm mẫu cho những hộ khác noi theo. Và cái thứ ba nữa mà chúng tôi đạt được đó là ý thức tự giác của hội viên trong việc xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp rất cao, bởi vì họ thấy được cái quyền lợi mà họ được hưởng đó là họ là những người đầu tiên được hưởng. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục thực hiện đến tất cả các hội viên trên toàn xã để thực hiện mô hình nhà sạch vườn đẹp này để xứng đáng với danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thị trấn Lang Chánh là một đơn vị đi đầu toàn huyện trong xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, thực hiện xây dựng đô thị văn minh nhưng chủ yếu phát triển nông nghiệp. Nhiều hộ có vườn rộng đã cải tạo, quy hoạch trồng các loại cây ăn quả, rau màu có giá trị thu nhập. Đây là điều kiện thuận lợi để hội triển khai xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp. Chị Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Lang Chánh cho biết, phong trào xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp từ khi được triển khai đã được hội viên hưởng ứng, phát triển thành phong trào rộng khắp và mang lại những thay đổi thiết thực trong đời sống của người dân. Đến nay, Hội Phụ nữ thị trấn Lang Chánh đã gắn 22 biển nhà sạch vườn đẹp cho 22 hộ gia đình trên địa bàn. Trong thời gian qua thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn chúng tôi đã tập trung vào xây dựng các cái gia đình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu, xây dựng các cái mô hình điển hình, thì để nhằm tuyên truyền rộng rãi trên các cái chi hội, thì 100%
14 trên 14 chi hội khu phố chúng tôi triển khai việc xây dựng nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch vườn mẫu, cùng với việc xây dựng là mỗi gia đình một vườn rau sạch. Thì thời gian qua thì chúng tôi đã triển khai và đôn đốc cùng với các chị em trong chi hội, đôn đốc các hộ gia đình. Thì đối với những khu phố mà ở xa trung tâm, khu phố khó khăn thì chúng tôi trong ban thường vụ chúng tôi là phân công các đồng chí trong ban thường vụ xuống cùng với các chi hội khu phố, các chị em trong chi hội xuống vận động các hộ gia đình cũng như là định hướng, hướng dẫn cho các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, chỉnh trang nhà cửa sạch sẽ để xây dựng, góp phần xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng đô thị văn minh và xây dựng khu phố sáng xanh sạch đẹp, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Thời gian qua, việc xây dựng gia đình 503 sạch, mô hình nhà sạch vườn đẹp được Hội Phụ Nữ huyện Lang Chánh cụ thể bằng việc giao chỉ tiêu rõ địa chỉ, rõ nội dung, rõ nguồn lực. Thông qua thực hiện xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nhận thức sâu sắc về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong chương trình xây dựng nông thôn mới và mục đích, ý nghĩa, lợi ích của xây dựng mô hình. Đồng chí Lê Thị Kiêu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lang Chánh cho biết, với phương châm cầm tay chỉ việc, việc xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp cũng như các mô hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới được hội viên tích cực hưởng ứng, tạo thành phong trào nhà sạch, ngõ sạch, giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hành động của mỗi gia đình hội viên phụ nữ, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe, giảm thiểu rác thải, chống rác thải nhựa, chung tay xây dựng làng quê ngày càng văn minh sạch đẹp. Tuy còn một số khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng mô hình nhà sạch vườn đẹp đang tạo được sức lan tỏa, không chỉ xanh sạch đẹp trong phạm vi hộ gia đình mà chị em các thôn còn hưởng ứng trồng hoa, cây xanh, hiến đất xây các công trình phúc lợi, làm thay đổi diện mạo nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy những kết quả đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục tổ chức hội thi thôn bản khu phố nhà sạch vườn đẹp năm 2024 với yêu cầu mô hình phải thể hiện tính sáng tạo, mang nét đặc trưng riêng của đơn vị, địa phương, góp phần thiết thực, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng thôn bản khu phố nhà sạch vườn đẹp. Phải lấy người dân, cộng đồng dân cư làm chủ thể, cơ quan đơn vị đóng vai trò định hướng, hỗ trợ thực hiện nhằm tạo ra những thay đổi căn bản, đảm bảo cho sự phát triển liên tục và bền vững. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và cao hơn so với những khu dân cư khác. Mỗi xã, thị trấn chọn một thôn bản, khu phố để tham gia hội thi, tổ chức chấm điểm thành hai vòng. Vòng 1 là trước ngày 10 tháng 8 năm 2024 và vòng 2 là trước ngày 10 tháng 11 năm 2024.